Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, tìm hiểu về điện thoại bền nhất Việt Nam. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng quan tâm đến tính bền bỉ của thiết bị di động, Oppo đã tung ra mẫu smartphone tầm trung mới Oppo A60 với khả năng chịu đựng ấn tượng, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quân sự MIL-STD-810H của Hoa Kỳ. Oppo A60 có thể vượt qua các tình huống nghiêm ngặt như là va đập, rơi rớt, rung lắc, cũng như chịu được nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt. Điều này cho thấy sự bền bỉ và khả năng hoạt động ổn định của chiếc điện thoại này trong mọi điều kiện. Không chỉ vậy, Oppo A60 còn được trang bị công nghệ cảm ứng kháng nước, giúp máy vẫn hoạt động hiệu quả khi tiếp xúc với nước. Đây là một lợi thế đáng kể, đặc biệt phù hợp với thời tiết tại Việt Nam. Bên cạnh tính bền bỉ thì sản phẩm cũng sở hữu nhiều trang bị ấn tượng khác như là màn hình sáng 950 nit, camera chính 50 chấm và pin lớn có hỗ trợ sạc nhanh. Với những ưu điểm nổi bật về độ bền cùng cấu hình thuộc dạng khá ổn, Oppo A60 chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone tầm trung sắp tới. Tin tức tiếp theo, Xiaomi ra mắt điện thoại Maxi. Một phiên bản đặc biệt của Redmi Note 13 Pro Plus mới đây được Xiaomi tung ra thị trường. Đây là một phiên bản giới hạn kỷ niệm 10 năm thương hiệu Xiaomi gia nhập thị trường Ấn Độ. Được biết, phiên bản này có tên là World Champion Edition, sở hữu cấu hình phần cứng tương tự bản tiêu chuẩn. Nhưng điều đáng chú ý chính là thiết kế và giao diện đặc biệt. Hộp đựng máy được phối hợp màu xanh trắng, lấy cảm hứng từ đội tuyển bóng đá Argentina, nhà vô địch của World Cup 2022. Bên trong hộp thì bao gồm các phụ kiện như là củ sạc, que lấy SIM mạ vàng với logo của Hiệp hội bóng đá Argentina. Không dừng lại ở đó thì trên mặt lưng của máy còn có số 10, tượng trưng cho 10 năm Xiaomi tại Ấn Độ, đồng thời cũng là sổ áo của Lionel Messi, đội trưởng của đội tuyển Argentina. Ngoài ra thì giao diện người dùng của chiếc máy cũng được tùy chỉnh với các phần tử như là màn hình khóa, hình nền và biểu tượng ứng dụng độc đáo. Điểm nhấn của phiên bản này chính là sự kết hợp tinh tế và ấn tượng giữa công nghệ hiện đại của chiếc Note 13 Pro Plus cùng những yếu tố mang đậm dấu ấn kỷ niệm 10 năm Xiaomi tại Ấn Độ và hiệu ứng của đội tuyển vô địch World Cup 2022. Đây hứa hẹn là một sản phẩm vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của các fan hâm mộ cũng như người yêu công nghệ tại thị trường Ấn Độ. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. Qualcomm lo lắng về sự tăng trưởng của MediaTek. Trong năm 2023 đầy khó khăn với ngành công nghệ bán dẫn thì MediaTek đã ghi nhận bước nhảy vọt vô cùng kinh ngạc. Sự thành công này được thúc đẩy bởi dòng chip Dimensity, đặc biệt là mẫu Dimensity 9300. Con chip này đã góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng doanh thu từ mảng chip smartphone cao cấp lên 50% so với cùng kỳ năm 2022. Không chỉ vậy, lợi nhuận quý gần nhất của MediaTek cũng tăng 22,9% với tổng doanh thu đạt 4,35 tỷ đô la Mỹ. CEO của MediaTek, ông Rick Desai, kỳ vọng doanh thu hàng năm của công ty sẽ tăng từ 14 đến 16% với biên lợi nhuận gộp quý đầu tiên của năm nay đạt 52,4%. Ông cũng tin rằng lượng smartphone xuất xưởng đạt 1,2 tỷ máy trong năm nay. Và sắp tới, sự ra mắt của Dimensity 9400 hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều diễn biến thú vị nữa cho thị trường. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.